đây nè con, cả nhà ơi con nè, trời ơi thứ này thứ gì vô nổi, chạy một hồi là không còn miếng nhớt cái dòng xe luôn. Ôi da, phun khói này giống như mà xe tăng vậy ha, bộ đội hóa học rồi. Gãy túi luôn, da đụng gãy túi luôn. Hy sinh cái túi. Chào các bạn nha, hôm nay thì mình mời các bạn cùng xem cái chiếc xe kéo bánh xích. Đây con này đang kéo lúa nha mọi người. Chuyện gì đang xảy ra ở phía sau mà khói quá trời khói à. Hiện giờ đang qua bờ mẫu nha mọi người. Không biết chuyện gì đang xảy ra ở phía sau. Nó bắt đầu bốc khói. Quá khói à. Ồ ồ. Đây là một cái loại xe mà chuyên dụng cho ở miền Tây mình nha các bạn. Ở miền Tây mình là xài những cái dòng xe như thế này để mà kéo lúa, chạy cho đỡ hư đất. Rồi con này nó có chuyện gì xảy ra cho nên quá trời khói rồi. Nó giống như bị cháy ở phía sau rồi. Rồi đề ba đây các bạn, mới có máy bò lúa mà chạy kìa. Ôi ôi trời. Không thể tưởng tượng là để lại nguyên một dạch luôn nè. Chứ không có nổi rồi. Giờ này là giữa trưa nắng nha mọi người, quá trời nắng rồi. Cho nên mấy anh tài xế anh treo cái cây này đã chưa. Rồi cái xe chạy cũng không có nổi luôn. Đó, chết ngột luôn. Trời ơi nó tắp cho mình. Nín thở luôn, có nổi chịu nổi chảy. Chịu không nổi luôn. Còn hơn đúc đồng. Hạ ga xuống như này đỡ lại đó mọi người. Dạ còn đây mấy bao, 4-5 bao. Đó nha. Đây cái bao cuối cùng nha mọi người. Giờ chuẩn bị tài xế lên nè. Rồi đúc đồng nữa nha. Nó. Còn luôn. Thánh xe luôn nha mọi người. Trời. Rồi, tiêu luôn rồi. Hết chỗ nói rồi. Đây, bắt đầu. Đó. Đó, sao rồi. Đóng ung nữa hết thế rồi, lâu lâu mới gặp được chiếc xe như thế này nha mọi người. Cái này tàn tạ rồi này, cố gắng chạy mùa này đem về tháo ra bung máy mới được. Nó tủ luôn. Ôi da, phun khói này giống như mà xe tăng vậy ha, bộ đội hóa học rồi đó. Phía bên dưới này. Cái này chắc có lẽ là bị lỏng bạc hay gì đó. Cái này như đốt nhà, cháy nhà vô. Trời ơi, có ra.
không biết chuyện gì đang xảy ra. Để một hồi mình sẽ hỏi hai cái tài xế đó coi. Quá trời ơi, quá trời ô nhiễm môi trường ông nội ơi, trời trời trời. Khi mà gần lại thì dân cũng vẫn còn lưu diêu. Bây giờ vậy? Bây giờ mà quá khó vậy? Lỏng bạc. Lỏng bạc hả? Dạ. Chạy gì nó đằng xa đó tưởng. Cái gì là cây nằm ở đẳng là cũng như cây này vậy mà nó chịu không nổi giờ nó nằm luôn. Dạ. Thấy chạy thì đằng xa là tưởng đâu có chuyện gì đang xảy ra. Chở lúa nặng quá chịu nổi. Bao này bao 2 sọc không? Bao này nằm khoảng tới năm mấy 60 không? Ở đây là các lúa giá hiện nay là 6.500 nha mọi người. Mà giá lúa hiện nay là bữa này mình bán hôm nay có trên 10 ngày ha. Bán lúc đó là 6.500. Lúc trước đó khoảng vài ngày là còn 6.200, 6.100. Nhưng mà vài ngày sau mà là bán là 6.500. Mà bây giờ hôm nay là nghe nói giá lên có 6.700 rồi, lên giá rồi. Thì giá khi mà giá lúa lên đó thì rất là đỡ nha. Ít có người thương lái hay là cò gì đó là xin xỏ đâu này kia. Đó, căng rất là dễ. Chạy là khói đó ra. Cái này mà chạy một hồi nữa chắc nó chắc quải quải luôn á kìa chưa. Không có cái mùi che cây luôn. Quá trời khối rồi này, hồi chắc đứng máy luôn quá. Trời ơi, khô nhớt luôn. Dạ, có kìa, trời, chuyện gì đang xảy ra đang biết. Đó, bây giờ xe vô tiếp thôi các bạn. Chạy rồi, còn hơn là giống đến nhà vậy. Cái dạng vô máy mà nó bị lỏng bạc là cứ chạy bình thường không có sao chơi nha mọi người. Chở có nhiêu bao này nhầm nhọ vậy. Xe băng mà chạy đâu có nặng đâu. Do máy thôi, động cơ nó bị ảnh hưởng. Chuẩn bị nhà nó trời ơi cháy rồi hết cái đường thấy cháy rồi kìa. Cái này giống như mà xe tăng mà chạy mà đem phun khói để mà trốn ngụy trang trốn nha mọi người. Này là dốc không được luôn rồi. Trời cái này có khói nó trời. Quá trời khói rồi. Thôi mình xin kết thúc clip nha mọi người. Chúc mọi người xem clip vui vẻ nha. Đó, có gì sai mọi người thông cảm cho mình bỏ qua. Chào tất cả mọi người nha. Nhìn xa xa ngộ nhận là tưởng là cái máy nó xong rồi đó các bạn.
lúc nào cũng là lai rai khói ra ngu ngút hết trơn ha. Bỏ tay lúa mùa này nặng ngày thêm nó bị lỏng bạc như thế này, chạy thì thứ gì chịu cho nổi, máy không máy nào còn hết chứ.